Đây nha mọi người nha, đây là con cá chuồn à. À con cá cá thu. Và anh em mình đã làm xong nha, bây giờ sẽ anh còn nhúng cho đầu nó ngốc lên. Đấy. À, rồi đem trứng sang đây, đem trứng sang đây. Đem trứng. Trứng đâu? Đấy đấy. À, trứng này, lấy dao với đấy để úp cái trứng nó lại. Trứng với dạ dày nó nha mọi người nhá. Cái này sẽ cho vào đây. Đó. Riêng cái khoản bầu trứng này ăn chắc là phê lắm đấy anh em ạ. Một mảng thôi đấy, úp lên đây, úp lên đấy, không cần úp trứng, không cần úp trứng, trứng nó lâu chín hơn. Đó. Ok. Rồi, sẽ nướng như đúng như cái những cái video trước anh em mình nướng chấm đen nhé mọi người nhá. À, úp lại và chờ đợi nó chín. Đó. Đấy kia chắn vào những cái chỗ hở. À, đem đây. Rồi được rồi. Chắn cái gió để cho cái nhiệt nó giữ tốt nhất nhá mọi người nhá. Cái này nữa đây. Thì nó sẽ ngon lắm đấy mọi người ạ. Rồi, ok bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. Chờ đợi, mình nghĩ là cái cá này nó sẽ nhanh chín hơn đấy, tại vì cái thịt nó mềm lắm. Nó mềm, nhưng mà chỉ sợ là nó lạnh, lúc nó lạnh nó chưa hết lạnh thôi. Nhưng mà mình ngâm nước thì cũng khá là hết rồi. Khá là đỡ rồi. Đợi thôi. Đấy. Test thử xem sau khoảng 20 phút nó như thế nào nhé mọi người nhé. Ôi, chưa chín. Chưa ăn thua. Chưa ăn thua mọi người ạ. Ôi, ruột được rồi. Chưa ăn thua. Ruột chín rồi. Ừ, khả năng ruột chín. Trứng thì chưa chín. Trứng thì chưa chín đâu. Hãy cắt con ruột trước nhỉ. Chưa chín nốt. Chưa chín. Chưa chín. Đấy, úp lại tiếp nhé mọi người nhé. Đây là đông tây kết hợp nha mọi người nhé. À, ở dưới cái lượng nhiệt nó tỏa lên hơi ít, thế nên là mình quyết định là chơi thêm cả ở trên nữa để cho nó chín đều con cá. Con cá mặt trên nữa, mặt trên nó sẽ không có nhiệt lắm bằng mặt dưới, thế nên là chơi lên mặt trên vài mùi rơm nữa cho nó nóng bỏng luôn. Bắt đầu em ngửi thấy mùi thơm lắm rồi anh ạ. Chắc là ngon lắm đấy mọi người ạ. Và sau đây sẽ là kết quả của việc đông tây y kết hợp nha mọi người. Thơm lắm này nhỉ, giống kiểu em ngửi thấy giống mùi cá cắn nục kho ấy, cá thu kho ấy. Đó, có bác. Hơi thì đã ngắn rồi mà thích thể hiện. Nào, đấy nha. Nóng. Phỏng. Ui. Wow. Được đấy anh ơi. Nhìn ngon như nhìn trứng này. Trứng như trứng nhá. Này. Lòng này. Đó. Wow, bây giờ làm còn sao đây để cho nó ra cả con ra đây nhỉ? Nhấc cái này lên. Cả con ra đây này. Cầm bên đấy kia. Nào. Nào. Đó ra. Ấy. Mắc. Gì vậy? Rồi, ok. Úi giời ơi. Hấp dẫn chưa mọi người ơi? Tuyệt vời đấy nha. Ui trứng nó này. Để thế này mà ăn anh ạ. Ờ, để nữa. Chín hết rồi nha mọi người nha. Chín đẹp luôn, da nó giòn này. Ấy. Đấy, đông tây kết hợp quá là đẳng cấp luôn. Thơm nhá. Đây. Đi, anh em mình lấy tổng đã này. Cho vào vườn rau này. Hái rau luôn. Ok nhá mọi người nhá. À, quả cá nó gọi là gì nhỉ? Cá thu. Úp nồi, đốt chảo. Đã thành công rực rỡ. Chờ nhất cái đến cái giây phút này. Xem ở bên dưới nó có cháy không đã nhá. Nào, tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Này. Không cháy nhá. Đấy, thấy chưa? Vàng vừa khéo đẹp nhá. Mình không muốn bóc lên nữa để
nguyên đây để ăn cho nó sang mồm. Đấy. Đây. Nên bây giờ sẽ test cái hai cái bầu gọi là bầu trứng lưu đạn. Lưu đạn. Ui. Ôi, trời ơi. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon chưa mọi người? Thử xem nào. Vừa muối chưa? Nhìn như kiểu ai cái xúc xích kia nhỉ? À. Ăn như lạp xưởng. Ngon. Không. Cái vỏ nó dai. Đắng đắng đấy. Chắc của chỗ của anh bị ngấm mật. Ờ dính mật sao? Chỗ này bị vỡ mật hay sao ấy? Bầu này bị vỡ mật hay sao anh em ạ? Đặc trứng lắm mọi người ạ. Được. Trứng khá là ok nhé mọi người nhé. Nhưng mà nó đặc đặc kiểu gì nhỉ? Nó mặn kiểu biển ấy. Ờ. Nó mặn kiểu vụi. Hay là sợ. Bây giờ sợ nhất là cái là mình ướp con cá nó bị mặn. Đây mình sẽ sợ bỏ ra. Đây chỗ nào da giòn nhất này. Đây. Đây. Đây chỗ này này. Đấy. Đấy thấy tiếng chưa? Da nó lại úi rồi. Úi. Món này chắc ăn thử cơm mà. Em lại thử đấy. Ăn nó cũng bở bở đấy. Cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cá mình cả. Em thử món này, quả này dày thịt luôn này. Bở bở nhỉ. Cá này nó thế á. Hả? Ăn giống là vị kho luôn đấy. Tại vì cái vị đặc trưng của cá này rồi. Tao thích vị cá này khó mọi người ạ. Kho cũng ngon mà nướng cũng đấy đấy. Đây là bộ ruột đó nhá. Mình anh em mình là thích nhất là cái ruột cá. Tại bộ ruột nó tức là những cái gì ngon ấy thì là phải xuất phát từ trong tấm lòng phát ra. Đấy, nó sẽ vừa ngon vừa gì nhỉ? Tấm lòng đẹp là một tấm lòng ngon. Đấy. Tấm lòng mà không đẹp thì nó biết đấy. Ngon phết. Ngon, nó ăn nó cứ hay hay kiểu gì á. Nó đậm đậm á. Lòng cá. À, tí nữa anh em mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để có một tấm lòng đẹp. Tức là trị bệnh dạ dày ấy. Nó gọi là bình thường mọi người hay bị trong ngực dạ dày đấy. Và ăn vào hay bị chớ chứ. Để có một tấm lòng đẹp cứ tin mình. Ngon mà. Nhưng này ngon hơn trứng. Anh em mình có công thức gia truyền của dân tộc Mường chuyên trị những gọi là tấm lòng xấu để mang lại một bộ lòng đẹp. Đó. Những cái con cá ở nước biển này mọi người càng phải nên ăn. Không phải nên ăn mà nên ăn hơn cá nước ngọt. Tại cái nước bốc ngọt là nhiều con ăn tạp ăn bẩn hơn đấy. Cái biển thì nước nó sạch. Không phải. Nhưng mà nó vẫn không được ngon bằng ruột cá trôi. Giống hệt ruột cá trôi luôn này. Nhưng mà không được ngon lắm bằng ruột cá trôi đâu nhá. Ruột tại... ngon nhất á. Ruột ngon mất nhưng mà nấu lên ấy. Nấu với mẻ các kiểu á. Ruột cá lóc. Này, ngon nhất ấy là dạ dày cá. Kim á? Không, dạ dày cá. Cá nheo. Đấy, chuẩn, dạ dày cá nheo suối. Úi dồi ôi. Để test thử xem cái dạ dày con này xem nào nhá. Con này có bị trong ngực dạ dày không nhỉ? Xem nào. Ok. Ui, nướng khô luôn. Nào, em miếng. Giòn rất đấy. Giòn. Rồi giòn. Con này dạ dày, không bị dạ mỏng. Ui. U. Con này bị u dạ dày thôi. Không được, phải chữa ngay. Chữa ngay. Ruột thừa. Ruột thừa thì chịu rồi. Giờ mình sẽ đả cái cánh con cá này nhá. Nào, lên em ơi. Để em nằm. Nào giữ. Đấy, giữ nha. Ấy. Wow. Lên hàng chưa? À, hàng cháy không? Táo vào tay. Rồi. Ui dồi ôi. Đó. Không bị cháy nha mọi người nha. Rồi. Ui, bốc hơi này. Nhưng mà cá này kho sẽ ngon hơn là nướng ấy. Có gì ngon lắm ấy.
Bây giờ anh em mình nướng rừng mẻ nhờ. Ừ. Nướng rừng mẻ thì hợp lắm đấy. Rừng mẻ hợp. Tại vì tại cái ông bán cá mà. Bán cá bảo là nướng nguội. Nướng không? Thế cho lên nướng không gia vị. Nó nhẹ ướp rừng mẻ thì ngon. Nhưng mà nướng thế này cũng gần như nướng không, tại vì gia vị của anh em mình rất là nhạt. Mình cho rất là nhạt. Ăn cũng ngon mà. Khá là ok. Ăn thịt vậy là. Nếu mà so với giá, về giá 80.000 một cân với lại cá chấm đen thì cá chấm đen ngon hơn. À mà chấm đen hơn 100.000 một cân. Chấm á. Cá chép, so với cá chép đi. Vậy cá chép thì cá chép mà ngon hơn. Hay là mình ăn đồ biển nhiều nó ngán nhỉ? Cái này mà kho ngon hơn cá chép. Kho ngon, ngon hơn chấm đen nữa. Nói chung là tùy cách chế biến mọi người ạ, không thể gọi là không thể phân ra, không thể khẳng định được là con này không ngon bằng con cá chép được. Tại vì có nhiều cách chế biến không. Con cá mè nhá. Con cá mè là con cá rẻ, có mười mấy nghìn một cân thôi. Nhưng mà con cá hơn cân, con cá mè hơn cân ấy, rơi vào độ tầm 20.000. Làm gỏi ăn ngon hơn cả cá hồi. Đấy. Nhưng mà lại tùy khẩu vị nữa cơ. Đấy. Nó không thể khẳng định những cái gì được. Đây. Mao Đệ thích nhất là mút mắt. Vâng, mình sẽ ui mắt cá ngừ đánh hương. Mắt giống mắt cá ngừ này. Ui, mình sẽ bóc nguyên để im để cho Mao Đệ nó thưởng thức nguyên một cái mắt này nhá. Cẩn thận nổ nước nhá. Không được nổ nước. Đừng có nổ. Mắt lợn mắt liễu này không được nổ nước. Rồi, ui. Ui. Từ hai miếng rau đi không đấy. Hai miếng rau đây tao thổi cho. Thổi cho Mao Đệ nó sẽ làm cả quả mắt này nhá. Rồi. Nguội mà tanh mất à? Nướng lên không tanh mấy đâu nhá. Có làm tí muối không? À, không tanh. Không tanh đúng không? Úp lại, nhìn cho nó. Không, ngửa ra. Đấy, cắn. Ngửa ra cắn nó mới phập một phát. Quấn cái này xuống đấy để cho mọi người nhìn rõ con mắt. Cho một ít muối to, muối hành lên nè. Mặn chết cha mày. Mời tất cả mọi người nha. Úi giời. Hoài bố cái óc mát rồi. Tình hình. Ngon không? Để ta làm cái mát. Đắp đầy mồm ăn cơ tình hình. Mắt làm gì có sướng? Cái màng mắt. À. Gọi là nó gọi là gì nhỉ? Con người. Béo lắm mà. Béo á? Ngon. Được, mình sẽ thử tách cái phần bộ óc nó ra xem nó có giống cá chấm đen không nhá. À đây có óc hay mang đấy. À mang mình cắt hết rồi mà. Đây là óc nó đây anh em ạ. Thịt. Thịt. Cái phần thịt này nhạt lắm. Phần thịt này nhạt. Mấy cái trắng ở đoạn là xương này, xương lưng nó ngọt lắm. Ngọt.